tiếng tơ đồng nhắc khó, ôi tiếng lòng tha thiết trải mẫn mang hồn.
Quý Bình và Thanh Thảo rất vui được chào đón toàn thể quý anh chị em văn nghệ sĩ cùng tất cả quý vị khán giả đến tham dự đêm hội ngộ nghệ sĩ hưởng ứng cuộc thi Người mẫu đại sứ áo dài Việt Nam năm 2019. Đến với một tiết mục mở màn vô cùng đặc sắc, và hẳn là quý vị cũng đã cảm nhận được nét rạng rỡ trên từng gương mặt của những người nghệ sĩ xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, cuộc thi Người mẫu đại sứ áo dài Việt Nam 2019 là một sự kiện văn hóa nghệ thuật mang nhiều thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống và đặc biệt là đối với công chúng yêu thích áo dài. Thưa quý vị, trong 6 tháng qua, cuộc thi Người mẫu đại sứ áo dài Việt Nam năm 2019 đã diễn ra 3 đêm thi chung kết với 3 bảng, đó chính là bảng Thiếu niên Thiếu nhi, bảng Quý bà và bảng Quý ông. Đặc biệt, đêm hôm nay, rất nhiều anh chị em văn nghệ sĩ đến từ nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Họ cùng tề tụ về đây, hội ngộ để chúng ta có một đêm hưởng ứng cho cuộc thi để thể hiện tình yêu của mình với tà áo dài, và đặc biệt sẽ là sức mạnh để lan tỏa thông điệp với tình yêu dành cho tà áo dài Việt Nam. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi xin được phép giới thiệu từng gương mặt nghệ sĩ tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật to và thật dài để chào đón họ đến với cuộc thi ngày hôm nay thưa quý vị. Xin dành một tràng pháo tay để giới thiệu về nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân. Và chúng ta hãy cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Đàm Loan. Nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Nghệ sĩ ca sĩ Bích Phượng. Ca sĩ Đông Đào. Ca sĩ Thùy Trang. Ca sĩ Hạnh Nguyên. Nữ ca sĩ Hà Vân. Và thưa quý vị, ca sĩ Long Nhật. Và chúng ta hãy cùng chào đón ca sĩ Quốc Đại. Ca sĩ Đông Quân. Ca sĩ Nam Cường. Và chàng ca sĩ người Mỹ Kyle York. Cùng với sự xuất hiện của các nghệ sĩ, chúng ta hãy cùng chào đón nghệ sĩ hài Thúy Nga. Nghệ sĩ hài Quốc Thuận. Hãy cùng chào đón diễn viên Đinh Y Nhung. Và chúng ta cùng chào đón ca sĩ Nguyễn Lê Bá Thắng. Và đặc biệt chúng ta hãy cùng chào đón bộ ba MC rất lịch lãm và dễ thương của chúng ta, MC Quỳnh Hoa, MC Quốc Bình và MC Anh Quân. Một tràng pháo tay thật to thật dài nữa để cùng cảm ơn và chúc mừng cho sự hiện diện đặc biệt tối hôm nay của các nghệ sĩ của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và xin mời các nghệ sĩ chúng ta hãy bước vào bên trong cánh gà để chuẩn bị những phần trình diễn đặc biệt, hết sức đặc biệt cho đêm hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ rất nhiều. Tiếp theo chúng ta hãy cùng chào đón đôi nam nữ người mẫu Quốc Đại và Vân Khánh. Nữ người mẫu, ca sĩ nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh sớm bộc lộ tài năng ca hát của mình. Từ năm 12 tuổi, chị đã đoạt giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình Hoa Phượng Đỏ và trở thành thành viên nhỏ nhất của đoàn nghệ thuật Quảng Trị. Thưa quý vị, bộ sưu tập áo dài tình nghệ sĩ của nhà thiết kế Việt Hùng đã được kết hợp với thư pháp gia Trầm Vũ. Bên thưa quý vị, chúng ta đang thấy là chị Vân Khánh uyển chuyển từng bước đi ngọt ngào như chính giọng hát của chị. Và sự ngọt ngào đó cũng lây sang cả Quốc Đại, và Quốc Đại cũng đang dành tặng cho quý vị những nụ cười và những dáng đi vô cùng là ngọt ngào. Ngọt
Giải đại sứ áo dài ấn tượng xin được chúc mừng. Các bạn rung quá. Anh Quân nhắc kế bên là đây là người trao, chưa phải là người nhận. Dạ. Mình đưa một cái tờ giấy rất nhiều chữ. Dạ. Bây giờ là giải đại sứ áo dài ấn tượng. Anh coi có gì nhắc MC nữa luôn không anh? Dạ. Dạ thôi để em làm nha anh. Dạ. Xin được chúc mừng giải ấn tượng thuộc về nam nghệ sĩ, ca sĩ Đông Quân. Xin được chúc mừng nam ca sĩ Đông Quân. Và nữ nghệ sĩ, ca sĩ Vân Khánh. Xin được chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Với giải thưởng này chúng tôi xin được trân trọng kính mời nhiếp ảnh gia Thái Nhàn cùng với đại sứ áo dài thiếu nhi Bùi Minh Anh sẽ bước lên sân khấu để trao kỷ niệm chương cũng như bó hoa tươi thắm đến cho hai ca sĩ đã đạt được danh hiệu đại sứ áo dài ấn tượng. Xin được chúc mừng đại sứ áo dài ấn tượng Đông Quân và đại sứ áo dài ấn tượng Vân Khánh.
một tràng pháo tay để chúc mừng hai đại sứ áo dài ấn tượng của chúng ta. Và một lần nữa sẽ được chúc mừng cho tất cả các văn nghệ sĩ tham gia trong chương trình Hội ngộ nghệ sĩ hưởng ứng cuộc thi Người mẫu Đại sứ áo dài Việt Nam năm 2019 tối hôm nay.